đây là lần thứ 5 Hiếu tham gia, là show 5 của Hiếu. Hello mọi người, mình tên là Kit. Em là Hồng Ngọc. Hello, my name is Steven Sanders, and my good music name is actually Nhạc. Rất vui sẽ phục vụ các anh chị. I have been in Vietnam for 1 year, 1 month, 2 or 3 days. This is the 5th time. But the difference is this time, pretty much everyone except myself and Hiếu. Yeah, đây là lần thứ năm Hiếu tham gia. Are all new singers. We don't claim to be professionals. Có kinh nghiệm rồi. Really, we were, but we will try our best. Là lần thứ năm Hiếu tham gia. To do a good job for them. Hôm nay Hiếu sẽ hát hai bài Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay phần rap. Anh chị xem em như em gái cảm mến vì những câu chuyện em từng trải sẽ rất sai nó cả. Tối hôm nay em chỉ hát đúng một bài Anh Đợi Em Được Không. Anh đừng yêu người khác nhé, anh chờ em được không. Tối nay em sẽ hát Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Cho thêm em vào dòng máu nóng để yêu anh sắc mai ở lại. The first song, Can't Take My Eyes Off You, is my go-to karaoke song. That one is special because my second karaoke song ever singing to my wife was that song. Hát chung với anh Phong đó là Save Your Tears by The Weeknd and Ariana Grande. I kept my distance cause I know that you... Michael loves the song, so he was trying to find Ariana Grande out there, and after I sang that beautiful song, he was like, yes, can you please sing it with me because I know that you know the song. I'm singing Catholic Dollar. Có thể dấu vết thương trong lòng. Bài này nhắc em tới chị Dạ Lý và anh Hải Hùng cũng rất thích chị Dạ Lý hát bài này. Thật ra bài hát thích nhất thì em đã chọn nhưng mà không được trình diễn ngày hôm nay. Tại sao? Tại vì không được sự chấp thuận của ban tổ chức. Một vé đi về tuổi thơ. Adore You by Harry Styles. Cần lắm. Cô gái vàng sẽ hát nguyên bài đó. We went to karaoke one day and I just thought, okay, might as well sing a Vietnamese song because everyone else is singing one. And không nhớ tựa bài luôn. Thế mệt mà có gái something something by Amy. And I just sang that and he was like, this is the one! So yes. And then he was like, yep, it's going in the show. And I was like, okay. Cũng cả hai bài hát này đều có một cái ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của Hiếu. Ba bài song ca. Perfect, Ed Sheeran. Với anh Phong và Hiếu. Save Your Tears, Cơn Mưa Tình Yêu, last song Trái Tim Bên Lẻ. The last song that I'll sing is Crazy, Gnarls Barkley. I hope I can do my best for the guests. You can do it! Mấy lần trước thì run lắm. Có một cái secret ở đây ha, đó là mỗi lần mà mọi người biết là đến phần của Hiếu lên sân khấu, Hiếu sẽ đi vô nhà vệ sinh. Nhưng bữa nay thì có thể tiết chế lại, có thể kiểm soát. Có kinh nghiệm rồi thì nó bớt hồi hộp hơn, nhưng mà vẫn có một chút gì đó bối rối trước cái giờ lên sân khấu. Em cảm thấy hồi hộp bởi vì đông người quá. Nhưng mà vui, không sao. Vui là chính, anh Phong nói vui là chính. Không cần quá hoàn hảo. Terrified. I am... Yes, I might faint. But I'll be okay. Just try to have fun. Tập ở nhà, em chuẩn bị tinh thần. Lúc trước khi đến đây thì em cảm thấy rất là hào hứng và muốn hát nhiều. Nhưng mà khi đến đây thì mình cảm thấy rất là hồi hộp. Khi tập thì em nhảy quá nhiều cho nên ban tổ chức nói là em bớt nhảy lại. Hy vọng là không có quá hồi hộp để hát tầm bậy tầm bạ. So excited, I've been waiting for this day for few weeks now. I just hope everyone can have a good time and good association and enjoy live show. The first time experience, they can really enjoy this because I really believe the live show is one step higher than a normal karaoke, and they'll experience this tonight. So let's hope they have a good time. I've done a lot of little different shows like this for like elderly friends and friends that are maybe sick, maybe shut in. We did a lot of that during the pandemic, like on Zoom. I used to play in a band at school. I used to perform every year, but I haven't done that for maybe over 6 years now, so I'm very nervous. I usually always play with the guitar. I always sing either harmony, so this is quite nerve-wracking. Dạ, em mong được nghe các anh chị kia hát.
Yeah, mong đợi được nghe những cái ca sĩ mới hay những ca sĩ bí mật ngày hôm nay sẽ trình diễn. Và nghe nói là hôm nay sẽ có một ca sĩ từ nước ngoài về hát rất hay, anh nhạc. Em nghe nói có anh nhạc, em muốn nghe anh ấy hát. Mong chờ là sẽ trình bày tốt nhất cái phần mình đã chuẩn bị. Mong đợi là có thể góp một phần để khiến cho các anh chị cảm thấy vui và thú vị hơn. The first thing I was really looking forward to is just meeting brand new people. And then the second thing is just having fun with the brothers and sisters. These are moments where I think I remember forever. Yeah, just have fun. Worst comes to worst, people will have a video to remember it. Who knows? I just gotta do my best and hope they enjoy. If they don't, I'm really sorry about that, but they just have to endure. We look forward to your songs tonight, brother. Thank you, bro. All right. All right, thank you. Thank you! Break a leg, as they say in the show business. Sure. 감사합니다. Thank you.